Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn Tiểu thuyết dài kỳ Tôi là mẹ Của nhà văn Lê Văn Trường Tác phẩm từng được đăng trên phổ thông bán nguyệt sang Người đọc Thái Hoàng Phi Tập 2 Chương 3 việc đầu tiên của cô Hai sau khi đã giải bày với cha mẹ cái cớ làm sao cô thôi học là chạy lên Buồn Vĩnh. Lúc ấy đã hơn 3 giờ. Cô biết chắc là Vĩnh đi làm nên cô không gõ cửa. Vừa đến nơi, cô đứng lặng yên nhìn ngắm gian buồn, nhìn cái giường Vĩnh nằm, nhìn cái chăn Vĩnh đắp, nhìn chồng sách Vĩnh đọc, nhìn cái áo Vĩnh mặc, nhìn đôi giày Vĩnh đi. Rồi cô thấy lòng cô bồi hồi, đầu gối cô run không tài nào đứng được nữa rồi cô ngồi xuống bên giường cũng không hiểu tại làm sao cô sẽ cầm cái gối mân mê rồi cô lôi cái gối ôm vào lòng một quyển sách bìa đen thật dày hiển hiện ở trên tấm da trắng cô cầm lấy xem thì thấy ngoài bìa có dán một mảnh giấy trắng trên kẻ mấy chữ quyển nhật ký của tôi dưới những chữ kẻ ấy lại có một dòng chữ viết bằng mực đỏ cấm không ai được mở cấm không ai được mở Hàng chữ ấy có cái mảnh lực hâm nóng tính tò mò và muốn biết của cô hai Vẫn biết người viết quyển sách ấy đã dặn như thế Nhưng người viết quyển sách ấy không có ở đây Cô xem thì còn ai biết mà trách vấn cô Mà như thế cô có thể biết rõ cái đời của Vĩnh Biết hết được cảm tưởng của Vĩnh đối với nhà mình Đối với mình Cô xoan xoe quyển sách mãi Cô cân nhắc những câu hỏi ngầm Và những câu trả lời ngầm ở trong lòng cô rồi cô vùng mở ra nhưng những dòng chữ ngùng ngoằng vừa đập vào con mắt thì cô bỗng sợ hãi có cái cảm tưởng như đã phạm một tội ác cô lại vội vã cặp quyển sách lại để vào chỗ cũ rồi chạy xuống thang nhưng đến nửa chừng cô sực nhớ cô chưa để cái gối lên trên quyển sách cô lại chạy lên để cái gối xong cô còn ngắm kỹ càng xem nó có đúng như cũ không suốt từ lúc ấy cho đến lúc vĩnh về cô chỉ ái nấy rằng quyển sách và cái gối không đúng dấu Sợ Vĩnh biết chăng Xuống dưới hàng cô ngồi nói chuyện với má cô được mấy câu Cô lại đứng dậy đi ra cửa Đứng ở cửa chưa được một phút Cô lại quay vào Cô nhìn đồng hồ Rồi cô lại xuống bếp Xuống bếp chưa nói với con nụ xong một câu chuyện Cô lại lên buồn mình Cô sửa sang lại mái tóc Cô nhìn ngắm mãi cái bóng mình trong gương Rồi cô lại bồn chồn chạy xuống cửa hàng rồi cô lại ra đứng cửa Cô đứng ngồi không yên Ba cô thấy thế bèn chỉ cô mà bảo với má cô Còn hài nó nhớ hai em nó quá nên như điên Má cô chỉ mỉm cười mà không giả nhời Trong cái mỉm cười ấy Ta hình như thấy vẻ một nét hoài nghi Nổi lên một vũ trụ tha thứ Hiện hình một cảm tưởng ái ngại và xót thương Má cô liền gọi cô lại gần Sẽ lấy tay vuốt mấy sợi tóc xòa xuống mặt cô mà bảo Thì con cứ ngồi đây Rồi chúng nó thế nào cũng phải về Chứ biến được đi đâu mà Con phải cuốn cuồng lên thế Rồi má cô lại nhìn ba cô mà bảo Con hai nó không đánh phấn thoa son Mà trông cũng trắng và đỏ như người đánh phấn thoa son Hư, má nói thế Chứ thoa son và đánh phấn đẹp hơn nhiều Má cho phép con đánh phấn nhé da dạ, con đen thì má cho phép con đánh phấn ngay đấy con lấy gương mà soi xem có phải da con không đánh phấn mà còn trắng hơn má đánh phấn nhiều cô vô lấy cái gương tay soi rồi áp mặt lại gần mặt mẹ ư ừ nhỉ má nhỉ tại con còn nhỏ má đã già thế thì việc gì phải đánh phấn cho nó hỏng da má cô lại nắm cổ tay cô mà bảo với ba cô Mấy tháng về đây con hai nó đẩy ra nhiều Trong bây giờ đã ra dáng con gái vậy thì Mà nó cứ tưởng nó còn trẻ con Nũng nịu quá Thế cho nó bú tí Có sao Bà cô nói xong cười khanh khách Má cô sẽ quýt yêu cô một cái Rồi bảo Chả bú tí nhưng sợ vú luôn Cô chỗ môi cãi Con sợ vú bao giờ Má chỉ bị để nó xấu con Phải Mới một năm nay à Cô đi Sài Gòn Cô không sợ vú chứ trước kia ở nhà thì cô chê Thằng Ninh nó thấy lần nào nó ghen á Đấm dù vui mà vẫn không chừa Nói chuyện với ba má cô được dăm câu nữa Cô lại chạy ra cửa Rồi cô lại chạy ra sân U em nuôi cô hồi trước Ngày nay đã trở thành u già Đang kiểm quần áo để nấu Thấy cô đến liền cầm một cái khăn mặt dơ lên cho cô xem mà bảo giá tôi không kiểm lại thì thằng bếp đã để cả cái khăn mặt lụa này vào nấu lụa nào mà còn được cái khăn mặt này hình như của cô Theo cho ông vĩnh ông vĩnh dặn thằng bếp mấy lần đừng có nấu mà cái thằng hư thế cứ quên cô hai bỗng ôm chầm lấy u già hôm rồi móc túi lấy ra đồng bạc em đi sài gòn về không mua được quà gì cho u biếu u đồng bạc nhé cái đồng hồ treo đánh năm tiếng rền rỉ Cô hai vùng bỏ u già chạy lên nhà Má nhỉ Sao 5 giờ rồi mà các em con chưa về nhỉ Chúng nó tan học 5 giờ Có về đến nhà thì cũng phải 5 giờ 15 Nhưng thế nào cũng gần 6 giờ chúng nó mới về Vì chúng nó còn ra nhà dây thép đón thầy học cùng về Cô hai đã thừa biết Nhưng cô còn hỏi vợ Thầy học nào Ông Vĩnh đây Chúng nó độ này mến ông ấy lắm Thằng Định đi đâu không rời tao ra một bước. Tối nào không được ngủ với tao là nó chu chéo lên. Thế mà cứ nặng nặng đòi lên ngủ với ông Vĩnh. Tao phải đe nó mãi nó mới chịu thôi. Thế sao má không cứ cho nó lên ngủ với ông ấy có được không? Thế phiền cho người ta vì người ta xem sách khuya lắm. Không hiểu tại làm sao cô bỗng thấy lòng cô yêu hai em cô hơn trước. 6 giờ kém 15, Vĩnh dắt tay thằng Định và thằng Nam về tới cửa thì thấy cô hai chạy ra cô ôm lấy thằng định hôn trùng chục chị hai về bao giờ thế hôm nay có được nghỉ đâu mà chị hai về cô hai làm sao mà nghỉ học thế với ba câu hỏi ấy cô hai chẳng biết giả nhờ làm sao nhưng may có bà nam phát đỡ lời cháu nó nhớ vợ chồng tôi và các em nên xin thôi mà tôi tính cháu nó còn trẻ dại cho ở chỗ xa xôi thì cũng ngại lắm Thôi thì để cho cháu nó ở nhà buôn bán Thế thì uổng lắm nhỉ Vĩnh nói xong lên gác Cũng chẳng hỏi thêm câu gì Cô hai thấy Vĩnh không bằng lòng về cái cư chỉ của mình bỗng buồn sò. Từ đấy cho đến bữa cơm chiều Chẳng thấy cô nói với ai một câu Mà thằng định đến nũng cô thì cô đuổi nó ngoay ngoẩy Bữa cơm tối hôm ấy cô chẳng tưởng gì đến ăn Cô cứ lắm la lắm lét nhìn Vĩnh Bà mẹ cô hiểu ý cô nên đến khi ăn cơm xong liền bảo vĩnh cháu hai bây giờ nó đã không muốn ở sài gòn mà xa xôi quá vợ chồng tôi cũng rất lo ngại cho cháu khi trái nắng dở dời vậy tôi phiền ông bảo thêm cháu giúp tôi muốn đổ điếp lơm thì cần phải học theo chương trình nhà trường chứ tôi bảo làm sao được tôi chỉ có thể dạy thêm cô ấy pháp văn mà thôi thì pháp văn cũng được chúng tôi cho cháu đi học là để biết chữ có phải để đi làm đâu tôi bận lắm bà à dạy thằng nam thằng định thế ra cũng mất nhiều thì giờ lắm rồi trước kia tưởng cô hai học trong 3 tháng hè thì tôi cố dạy được chứ dạy hàng năm thời thì tôi có thì giờ đâu ông nam phát bèn bảo vĩnh có phải thế thì chẳng dám phiền ông nữa cháu nó biết thế cũng đủ làm sổ sách rồi cô hai bỗng khóc hòa lên rồi méo máu thế mai con lại ra sài gòn vậy Cô muốn học nữa cơ vĩnh thấy thế ái ngại liền ngọt ngào bảo cô muốn học nữa thì nên ra sài gòn nhưng nếu có phải cô nhớ ông bà quá mà không thể đi sài gòn nữa thì thôi tôi cũng đành để một giờ trong ngày dạy cô cô đã bằng lòng chưa thế yên cô lau nước mắt đi nào cô hai mặt còn đầm đìa nước mắt nhoẻn miệng cười cái cười ấy thật là bao hàm bao nhiêu ý nghĩa mà tiếc thay vĩnh không hiểu Thằng định thấy cô vừa khóc vừa cười liền chế Ê ê không biết xấu Cô chạy lại toan cũng nó Thì nó đã chạy nấp vào lòng vĩnh Thầy của con Ê ê không biết xấu lại còn đánh người ta Rồi lắc tay vĩnh hỏi Chị ấy trốn học sao thầy không đánh chị ấy đi Mà khi con muốn ở nhà thầy lại đánh con Thầy cưng chị ấy hơn con à Cả nhà đều cười rộ Cô hai cũng bật cười từ khi đến ở nhà ông nam phát vĩnh đã thấy đời mình đỡ hiu quạnh mà từ khi cô hai bỏ học ở sài gòn về vĩnh chẳng còn thấy gì là hiu quạnh nữa chàng thấy xung quanh toàn là những người yêu mình quý mình cả bao nhiêu nỗi buồn từ trước đến nay bỗng tiêu tán cả đi nhưng chàng vẫn chẳng để ý gì đến cái tình cô hai đối với mình chàng cũng chẳng biết nữa vì chàng không thể tưởng tượng đến ái tình với một cô con gái bé mà người cha coi mình như bạn với một cô học trò nhỏ coi mình như thầy. Những sự săn sóc của cô hai chàng cho vị tình thầy trò mà ra cả. Chàng cho vì cô thương mình cô độc ở nơi đất khách mà săn sóc đến mình đấy thôi. Sự săn sóc của cô hai đối với Vĩnh thì thật chu đáo không thể nói. Nó vượt quá phạm vi thầy trò. Sáng nào 5 giờ rưỡi Vĩnh cũng vậy, cũng đã thấy cô hai léo xéo gọi đầy tớ lấy nước vào buồn tắm cho mình rồi. Tập vỏ xong vào buồn tắm đã thấy nước khăn mặt Xà bông tinh tươm Về buồn ngủ đã thấy cốc sữa nóng Và cái bánh tay để đấy Từ khi cô hai về Cô đã bỏ cái lệ Bắt Vĩnh phải ăn lót lòng với cả nhà Vì cô bảo thế làm mất thì giờ xem sách của Vĩnh Cô bắt bếp phải đem đồ ăn lót lòng lên buồn cho Vĩnh Để Vĩnh vừa ăn vừa có thể xem sách Đi làm về đã thấy giường nệm xếp tinh tươm Dây dép lao bóng Sách vở xếp đặt đâu vào đấy Mà sáng nào cũng có mấy đó hoa hồng tươi Cấm ở trên bàn Bữa cơm nào cũng thấy cô hai lên gọi Vĩnh xuống ăn Chứ không như trước Hoặc thằng bếp hay thằng nam thằng định Gối, khăn mặt Cô hai theo cho Vĩnh không biết bao nhiêu Cái áo nào mới hơi rách Cô đã mạng tử tế Vĩnh đem so sánh đời mình ngày nay Với đời ngày trước Nghĩ đến lúc phải đổi đi nơi khác mà lạnh cả lòng còn vợ chồng ông Nam Phát thấy con mình đối với thầy học như thế cũng để im Vì ông Nam Phát vẫn nuôi trong lòng Cái hy vọng làm sao con gái mình lấy được một người Bắc 100% Này người này đã là người nết na có chí Thì con gì bằng Mà bà Nam Phát thì vì biết lòng con quá yêu người ta Nên cũng vì thương con Mà thương cả đến điều sở nguyện của lòng con Bà tuy là người Sài Gòn Nhưng vì lấy chồng người Bắc lâu năm Nên bà cũng đã bắt hóa gia dĩ bà có một người chồng bắt tử tế căng cơ ngay thẳng như ông nam phát bà nhìn tất cả người bắt bằng một con mắt đầy cảm tình bà cho người bắt có đủ điều kiện để làm cho vợ được sung sướng thứ nhất cái người ấy lại là người đã được con gái bà yêu câu chuyện bà thủ thủy với chồng trong canh khuya đủ tỏ cho ta biết rõ lòng bà đối với việc trăm năm của con gái mình ông à Tôi xem ra hình như con hai nó mến cái nhà thầy bắt ấy quá Bà có chắc không? Ai còn có thể biết con hơn mẹ? Thế thì bà cứ để yên nha Nếu nó lấy được thầy ấy thì may quá Thầy ấy là người nết na, có chí lắm Tôi cũng biết thầy ấy tử tế lắm Nhưng thầy ấy có Thầy ấy cho con hai là tuần trẻ Thầy ấy có để ý gì đến đâu Người ta là người nhớ Lai là thầy học Người ta có biết Người ta cũng để bụng Chứ khi nào người ta lại nói ra Những việc buôn bán Thì ông sành lắm Chứ những việc này thì ông dốt đặt Quả tình thầy ấy không biết đâu Thế để hôm nào tôi liệu nhờ Nói cho thầy ấy biết cái ý của vợ chồng mình nha Đừng Cứ để thế thì hay hơn Con mình mới 16 tuổi Còn nhỏ lắm Mười lăm hôm nữa Tết mới có mười bảy mà thầy ấy mới hai mươi hai đã vội gì. Cứ để cho trẻ biết rõ nhau thì tình vợ chồng mới lâu bền. Thế nhỡ người ta đổ đi nơi khác hay nhà người ta gọi người ta về lấy vợ thì có phải khổ cho con mình không? Để đến lúc ấy sẽ hay. Nếu người ta mà thương con mình thì người ta có thiếu gì cách để lấy con mình? Người ta xin nghỉ để cưới hay người ta thoái thác với nhà mà lạ tôi xem ra thầy này chẳng nhớ nhà và chẳng thư từ gì về cho nhà cả hình như xích mích với anh em cha mẹ quái thầy ấy sao người kín đáo quá chẳng nói chuyện nhà chuyện cửa với ai tôi cũng có biết đại khái thầy ấy cha mẹ sông toàn và đông anh em mà thôi con ai thì nó mê người ta lắm rồi đấy thì để cho nó mê có hại gì nhưng tôi chỉ sợ người ta lại không yêu con gái mình thôi cái ấy ông đừng lo vừa đẹp vừa giàu vừa nết na vừa thông minh như con hai ai mà không yêu được chưa đến lúc đấy thôi rồi chả say như uống rượu trong những đêm ông bà nam phát nói chuyện về việc trăm năm của cô hai thì cô hai cũng trằn trọc không ngủ được cô chẳng hiểu ái tình ra thế nào Cô chỉ ao ước giá được nhìn thấy vĩnh luôn Gần vĩnh luôn Thế thôi Cô cũng chẳng nghĩ mà cũng chẳng hiểu đến cái thú vợ chồng Hay cũng hiểu một cách mơ hồ Như thằng bé con nghe người ta nói chuyện ngáo ộp Chứ cũng chẳng biết ngáo ộp nó ở đâu Mà mặt mũi nó ra thế nào Cô chỉ có một cái sướng là khi nào Vĩnh khe cô học giỏi Và có một cái vui là khi nào được cùng hai em đi chơi ô tô với Vĩnh Cô nhớ mãi cái hôm Vĩnh đưa cô và hai em đi đế thiên đế thích Rồi tắm ở hồ Ba Rai Hôm ấy cô cùng hai em cô mặc quần áo tắm xuống tắm chung với Vĩnh Vĩnh biết bơi, bơi ra xa rồi lại bơi vào Còn thằng Nam thằng Định thì té cô ướt hết cả tóc Cô khoái nhất là cái lúc Vĩnh mắng hai đứa Rồi chạy lại lấy khăn mặt lau tóc và lau mặt cho cô Hai em cô thì cứ níu lấy Vĩnh, bắt Vĩnh dạy bơi Vĩnh chiều hai đứa Đỡ cho hai đứa hết bơi này rồi đến bơi kia Cô ao ước giá Vĩnh cũng dạy mình Nhưng ngượng ngùng chẳng dám nói ra Thì thằng Nam đã bảo Vĩnh Thầy dạy chỉ con bơi chứ Vĩnh ngẩng đầu hỏi cô Cô hai có muốn học bơi không Cô hai xe sẻ đáp Có Rồi cô giơ hai tay cho Vĩnh nắm Lần ấy là lần đầu da thịt cô chạm với da thịt Vĩnh Cô thấy bàn hoàng cả người Từ đấy cô ao ước Giá chủ nhật nào Vĩnh cũng đưa cô đi tắm Nhưng ác thai Vĩnh chỉ đi có một lần rồi thôi Cô muốn đòi đi nữa Nhưng thấy Vĩnh nghiêm nghị quá Cô sợ không dám nói Cô xui hai em cô xin Vĩnh đi Nhưng lần nào cũng bị Vĩnh từ chối Thằng bếp, thằng bồi, bác tài, con nụ Cho đến u già nuôi cô thủa trước Đã điếc tai về những lời dặn của cô Cái áo này của ông Vĩnh Phải là cho tử tế Đôi giày này của ông Vĩnh Phải đánh cho tử tế Lên quét buồn cho ông Vĩnh tử tế Ông Vĩnh ông sai đấy Chạy mau lên Cô trò ở đời chỉ có cái nghề ký dây thép gõ cạch cạch là danh giá nhất Cô trò chỉ có cái nghề bán măng đa là đáng yêu nhất Cô trò chỉ có ông Vĩnh ký dây thép là sang trọng nhất, tử tế nhất Cái gì cũng ông Vĩnh Ông Vĩnh, ông ấy làm như thế ông vĩnh ông ấy bảo như thế ông vĩnh ông ấy hay ăn như thế ông vĩnh ông ấy hay hát như thế ông vĩnh những ông vĩnh là ông vĩnh cái gì cứ ông vĩnh là phải cả ba má cô thấy cung cách cô thế chỉ mỉm cười cả nhà ai cũng biết cô là cô yêu ông vĩnh nhưng duy chỉ có cô là không biết mình yêu ông vĩnh và ông Vĩnh không biết cô yêu mình mà thôi Thằng nhỏ con nụ Đứa nào mà làm cho ông Vĩnh giận Hay làm hỏng cái gì của ông Vĩnh Là bị cô cũng biêu cả đầu Cái bàn giấy của ông Vĩnh Đã có cô trong nơm chu đáo lắm Mà cái buồn của ông Vĩnh Là chỗ cô thích lên nhất Cái bàn thấm mới hơi dính mực Đã được cô thay giấy thấm mới Lò mực hơi cạn đã được cô đổ thêm Cái da áo gối hơi bẩn Đã được cô thay buồn hơi rác đã được cô gọi người lên quét ngoài sự quét dọn cái buồn và săn sóc cái bàn giấy của ông vĩnh cô chẳng thấy làm việc gì mà được vui cả cô chẳng thích nói chuyện với ba cô với má cô với các em cô nếu ba cô má cô và các em cô không nói chuyện đến ông vĩnh ông vĩnh mà đi đâu thì cô mong ngóng như trẻ con mong mẹ về chợ cô còn nhớ mãi cái đêm có người mời ông vĩnh đi ăn tiệc suốt sáng không về Đêm ấy cô không ngủ Chỉ chăm chăm chờ ông Vĩnh gọi là xuống mở cửa Nhưng chờ đến 11 giờ Cô thiếp đi lúc nào không hay Đến lúc cô mở mắt ra đã sáng bạch nhật Cô hỏi người nhà mới biết cả đêm Ông Vĩnh không về Cô băn khoăn tự hỏi không biết tối qua Ông Vĩnh ngủ đâu và làm gì Cô chờ để hỏi cho ra nhẽ Nhưng đến lúc ông Vĩnh về Cô lại sợ không dám hỏi Cô xui thằng định lên hỏi Thì mới biết rằng Hai giờ đêm ông Vĩnh về sẽ gọi cửa không thấy ai ra mở Ông sợ gọi to làm mất giấc ngủ của người nhà Nên ông ra sợ ngủ Cô nghe em nói mới yên lòng Nhưng cô gọi thằng ở lên mắng cho một trận nên thân Những là đồ điếc loài Đồ mê ăn mê ngủ Thôi thì đủ các thứ tên để nguyền rủa những người ngủ say Bao nhiêu cảm tình của cô đối với Vĩnh Vĩnh đều không biết cả Những đêm cô hai trằn trọc những đêm ông bà nam phát nói chuyện với nhau về việc trăm năm của con gái mình thì vĩnh cứ đánh một giấc thẳng cẳng chẳng nghĩ gì đến cô hai chẳng tơ tưởng gì đến việc trăm năm chàng thấy mọi người âu yếm săn sóc đến mình thì chàng chỉ có cảm giác là mình không còn là ông khách ăn cơm trọ ở cái nhà này nữa chàng coi mình như em hay con của cái gia đình này mà thôi một khi con người ta đã không buồn bực thì phải phấn chấn trong người gần tết Vợ chồng Hoành lên chơi thấy cha vẻ Vĩnh hồng hào đều khen Độ này anh béo tốt và đẹp ra Vợ chồng Hoành đã là bạn thân với Vĩnh Thì tất nhiên được ông bà Nam Phát biệt đãi Và cô hai chiều chuộng Thôi thì bắt tài xế đánh xe đưa đi chơi Chẳng thiếu một nơi nào Biển Hồ, Đế Thiền Đế Thích Biam Ma Đến lúc về là mua biếu đủ các thứ quà Lúc sắp từ giả Vợ chồng Hoành hỏi Vĩnh anh làm thế nào mà được nhà này quý thế tôi chẳng làm thế nào cả tôi chỉ dạy các con người ta thôi anh ở đây không mất tiền cơm chắc đã để dành được nhiều gần nghìn bạc thế anh có định tìm dịp đi tây nữa không khi nào tôi để dành được nghìn rưỡi thì tôi đi chúng tôi như anh thì chúng tôi ở luôn đây vĩnh không hiểu cái thâm ý của vợ chồng hoành bèn sốt sắng trả lời ở đây mãi thế nào được ở đây thì rồi đến mai một một đời Đến cuối năm 1927, thế nào tôi cũng kiếm cách sang Tây. Vợ chồng Hoành nghe cái giọng thành thật của bạn thì biết ngay rằng bạn chưa yêu cô hai, chỉ ngậm ngùi mà bảo. Anh may mắn được gặp người tử tế, nhưng khi anh đi chắc cả nhà người ta nhớ anh. Nhớ thì nhớ chứ, mình có thể vì sợ người ta nhớ mà bỏ cả sự nghiệp một đời sao? Sự nghiệp của em là phải tìm đến thành ba lê kia, cái cứu cánh của đời em là phải gây lấy một địa vị lấy lừng. Cho bỏ những lúc thầy mẹ em riết móc em Thế từ bấy đến nay Anh có nhận được tin nhà không Chẳng nhận được tin gì Em viết mấy cái thư về Chẳng được trả lời Em chán cũng không viết nữa Chắc các cụ còn giận anh về cái tội bỏ nhà trốn đi Có lẽ Giá nhà em mà đối với em Cũng được như gia đình ông bà Nam Phát đối với em Thì đời em thật là hoàn toàn sung sướng Nhưng tiếc thay Thôi Anh cũng đừng nên buồn rầu nữa tết này anh thử viết một cái thư thống thiết về xin lỗi xem hai cụ có trả lời không nào em có làm gì nên lỗi mà phải xin mà có lỗi người dưới mấy cũng xin anh cứ bướng như thế thảo nào hai cụ chẳng giận giận thì giận cũng đành em không thể dối giá và nịnh hót được thế khi nào anh sắp đi tây anh viết giấy cho vợ chồng tôi biết nhé à vợ chồng ông nam phát có biết cái ý định của anh không nói với người ta có ích gì Người ta với mình là người dưng Có can thiệp gì mà nói Anh nghĩ thế là anh nghĩ lầm Tôi thiết tưởng Một khi ai đã đối đãi với mình được tử tế như ông Nam Phát Đối với anh Thì không còn là người dưng nữa Đã đành rằng thế Nhưng nói ra Sợ người ta vì mến mình lại bàn ra nói vào lôi thôi Chẳng lợi gì cho mình Lại buồn cho người ta Để đến khi nào gần đi Em sẽ nói Ấy cũng chỉ ngại một điều là người ta đối với mình tử tế quá mà mình đột nhiên bỏ người ta mà đi thôi nhưng sự nghiệp là trọng nhẫn tâm thì cũng phải nhẫn tâm chứ sao câu chuyện đến đấy thì cô hai lên vợ hoành liền nắm tay lôi lại gần mà bảo bao giờ cô rỗi ra nam vang chơi với vợ chồng tôi nhé cô hai liền trỏ vĩnh mà bảo để khi nào ông vĩnh ra nam vang em sẽ đi theo ông ấy ra thăm ông bà rồi cô thở dài nhưng ông Vĩnh Ông ấy có đi bao giờ đâu Mà bảo em được theo ông ấy Ông Vĩnh Lúc nào cũng chỉ ông Vĩnh Vợ Hoành thấy ái ngại liền bảo Cô cứ kiên tâm Có một ngày kia Rồi ông cũng bằng lòng Cho cô theo ra Nam Vang chơi Chương 6 Tối hôm ấy là tối 30 Tết Vĩnh buồn rầu Nghĩ đến quê cha đất tổ Chàng tưởng tượng lúc này là lúc cha mẹ Anh em đang sum họp Thấy thiếu mình cùng nhau nói chuyện về mình đây Chuyện gì Vĩnh cũng đồ chừng rằng Đều là những chuyện kể tội mình Chàng đem so sánh những kỳ chỉ của gia đình ông Nam Phát Đối với mình Thì thấy một bên tử tế với mình quá Và một bên thì tệ với mình quá Rồi chàng bân khuân tự hỏi Sao cha mẹ đã sinh ra con Mà lại không yêu con Sao anh em đã sẵn có tình máu mũ liên lạc Mà không yêu được nhau Chàng cho là lỗi tại mình không khéo khu xử Chàng lại sự nhớ tới lời hoành Dặn viết một bức thư thống thiết về nhà Nhưng vừa đem giấy bút viết được mấy chữ Thì chàng lại không biết viết những gì Viết những câu sáo để tả những cảm giác Mà lòng mình không có Thì chàng không thể viết được chàng lại xé đi định bụng ngày mai sẽ ra sở đánh một cái dây thép chúc mừng chán chường chàng thở dài nằm xuống giường vừa lúc ấy có tiếng gõ cửa cô hai vào ba má tôi biểu mời thầy xuống sơi nước tất niên với ba má tôi vĩnh đứng dậy cứ quần áo ngủ xuống vừa qua khỏi cửa cô hai đã gọi giật lại tối hôm nay hơi lạnh thầy khoác áo tay vào không cảm rồi cũng chẳng để vĩnh xả nhời Cô hai chạy đi lấy cái áo khoác lên vai cho Vĩnh Ở buồng khách đèn thấp sáng trưng Vợ chồng ông Nam Pháp và thằng Nam thằng Đình đều ngồi ở đấy Tôi có người biếu ít chè mạng sen thơm lắm Mời ông xuống sơi một chén với tôi Cảm ơn ông bà Vĩnh nhìn mặt mọi người thì hiểu ngay Vừa đây họ có nói chuyện đến mình Chàng hiểu ngay vì người ta nhìn cảnh gia đình sum họp Êm ấm của người ta Nên trạnh thương nỗi cô độc của mình chàng bùi ngùi cảm kích đến khi thằng định tụt xuống ghế chạy lại nắm tay hỏi chàng tết thầy có về nhà không thì chàng không còn giấu được vẻ buồn lộ ra trên mặt chàng sẽ ôm lấy nó bế lên lòng thế thầy nhớ nhà em bằng lòng để thầy về nhà ăn tết nhé thế thì con lại nhớ thầy con không bằng lòng cho thầy về nhà đâu thầy phải ở mãi mãi đây với con cơ thầy ở đây ăn tết với con rồi mai ba má con mở hàng cho thầy Bà Nam phát vùng cười lớn Rồi nạt thằng bé Chỉ nói nhảm mà Ai lại dám mở hàng cho thầy Thế không mở hàng cho thầy thì thôi Nhưng mai thầy mở hàng cho con nhé Vĩnh hôm nó rồi bảo Ừ mai thầy mở hàng cho em một xu Một xu thì ít lắm Con không lấy đâu Bà Nam phát lại cười Cái anh chàng ấy thật xấu nết Ai lại mặc cả sự mở hàng bao giờ Vĩnh uống vài chén nước rồi cáo từ lên gác Cô hai cũng theo lên mà Vĩnh không hay Lên đến buồn Vĩnh ngồi gục đầu xuống bàn nghĩ ngợi Lần ấy là lần đầu Cô hai thấy Vĩnh buồn rủ như thế Cô liền chạy đến đỡ đầu chàng dậy mà hỏi Thầy nhớ nhà Thầy buồn lắm sao Vĩnh xưa nay là người gan gốc Không để lộ vẻ buồn lo cho ai biết bao giờ Nay bỗng để cô hai bắt gặp Chàng thấy ngượng nghịu Vì chỗ người ta đã thấy được chỗ yếu của mình chàng liền giả nhời để chữa Tôi buồn vì một lẽ khác Chứ không phải buồn vì nhớ nhà đâu Đã có bụng thương nhau Thấy nhau buồn thì phải hỏi cho ra Chứ không thì chịu làm sao được Thầy buồn gì Sao thầy không nói cho ba má tôi biết Ông bà biết thì làm gì được Rồi Vĩnh đánh trống lãng sang chuyện khác Cô hai tiêu nghiễu xuống nhà Nhưng từ đấy cái buồn của Vĩnh đè trĩu trên lòng cô đêm hôm ấy vĩnh trằn trọc cả đêm không ngủ nên dậy trưa vừa mặc quần áo xong định xuống chúc mình vợ chồng ông nam phát thì đã thấy thằng nam thằng định và cô hai tay cầm một bó hoa hồng lên năm nay con mừng tuổi thầy mạnh khỏe năm nay con mừng tuổi thầy giàu năm nay tôi mừng thầy thầy đừng buồn như năm ngoái rồi cô hai cầm lấy bó hoa đưa cho vĩnh vĩnh cầm lấy bó hoa tôi cảm ơn em Tôi rất mong rằng suốt năm em sẽ tươi được như bó hoa em tặng tôi hôm nay. Lần ấy là lần đầu Vĩnh gọi cô hai bằng em. Cô hai nghe thấy Vĩnh xưng hô với mình một cách thân mật như thế, sung sướng lạ lùng. Cô nhìn Vĩnh bằng một cách trừ mến. Không biết tại làm sao tôi thấy thầy buồn thì tôi khổ quá. Cả đêm hôm qua tôi không ngủ được. Từ đây em sẽ ngủ được. Vì từ nay tôi sẽ không buồn nữa vĩnh móc túi lấy ra hai đồng mở hàng cho thằng nam thằng định mỗi đứa một đồng thằng định cầm đồng bạc đút túi rồi bảo vĩnh thế thầy không mở hàng cho chị hai con à lúc nãy ba má con mở hàng cho chị ấy một trăm bạc mà con chỉ có một đồng năm nào con cũng kém chị ấy thầy mở hàng chị ấy đi nhưng đừng nhiều hơn con nhé vĩnh nghĩ ngợi một lát rồi tiến đến sẽ hôn vào trán cô hai mà bảo tôi xin mở hàng cho cô một cái hôn để đáp lại tấm lòng tử tế của cô đã trông nom săn sóc tới tôi như một người anh giai và tôi xin phép cô từ nay cho tôi coi cô như người em gái cô hai thẹn đỏ mặt nhưng sung sướng mà thành ra nghẹn lời chẳng nói được câu nào vĩnh lại nói cái đời hiu quạnh của tôi thật đã nhờ cô mà được vui vẻ nhiều lắm vĩnh thành thực coi cô hai như người em gái chứ chàng có ngờ đâu vì cái hôm ấy một tấm tình thơ ngay trong thời kỳ trứng nước bỗng vụt nhớn lên thằng định xuống nhà bô bô kháo với mẹ thầy con mở hàng cho chị hai con một cái hôn mà không cho tiền bà nam phát nghe thế ngờ vĩnh đã yêu con mình rồi tối hôm ấy hỏi dò con gái ông vĩnh ông ấy sáng hôm nay làm cái gì đối với con đấy có làm cái gì đâu sao thằng định nó bảo ông ấy hung con a à, có có hung vào trán con khẽ một cái Một cái thôi à Một cái chứ mấy cái nữa Thế ông ấy không nói gì với con à Không À có Ông ấy bảo con Ông ấy cảm ơn con Và coi con như em gái Có thế thôi à Bà Nam Phát ngẫm nghĩ một lát rồi lại hỏi con Thế con có yêu ông ấy không Cô hai bỗng tái mặt run lên không trả lời con có muốn ở gần ông ấy không Cô hai xà vào ôm chầm lấy mẹ khóc hu hu Bà Nam phát để cho con khóc một lúc lâu Rồi nâng niu bế con lên lòng mà bảo Con muốn lấy người ta Ba má gả cho đấy Nhưng để con lớn thêm một tí nữa đã Cô hai chỉ nắm chặt lấy tay mẹ mà không nói gì Thế từ trước người ta có trêu chọc gì con không Trêu chọc Bao giờ thầy con lại trêu chọc Không Má bảo trêu chọc Nghĩa là có nói gì với con không Nói thì vẫn nói luôn Ngày nào chả nói Ừ ờ, thì má vẫn biết thế Nhưng ngoài chuyện dạy con cơ mà Thế thì chẳng nói chuyện gì khác cả Thế Ông ấy hôn tráng con Lần này là lần đầu à Là lần đầu Ông ấy tử tế lắm phải không con Tử tế lắm lại có lòng tốt nữa Thằng bếp xin về quê ăn tết Ông ấy cho 5 đồng Tốt với thằng bếp nhưng biết có tốt với con không sao lại không tốt thế con vui lòng làm vợ ông ấy chứ cô hai ngã đầu vào ngực mẹ không trả lời những cử chỉ của vĩnh ngày hôm sau đủ khiến cho bà nam pháp biết rằng chàng chưa yêu con mình nhưng từ đấy thì cô hai đối với vĩnh có vẻ thẹn thò e lệ không dám thân mật như trước nữa hình như cô cố lãng tránh vĩnh bữa cơm nào mà cô vào sau phải ngồi cạnh vĩnh là cô thấy khó chịu Cô không dám một mình vào buồn Vĩnh Khi có Vĩnh ở đấy nữa Hết giờ học là cô gấp sách xuống ngay Chứ không có nán lại như trước Mà cái tên Vĩnh Người nhà cũng ít ai nghe thấy cô gọi đến nữa Cô đã đem ấp ủ vào trong lòng Ông Nam Phát thấy thế Tưởng con gái mình giận gì Vĩnh liền hỏi vợ Này Mấy tháng nay tôi xem Con hai nó ngúng ngoẩy với ông Vĩnh làm sao đấy Bà Nam Phát cười bảo chồng Tôi vẫn bảo ông Chỉ buôn bán là giỏi còn những chuyện này ông ồ ồ cạc cạc Chẳng hiểu một tí gì Nó ngúng ngoại với ai Nó ngúng ngoại với nó Nó ngúng ngoại với người ta Cũng như 20 năm về trước Tôi ngúng ngoại với ông ấy Ông Nam Phát nhìn vợ một cách âu yếm Thì ai biết đâu Ông Nam Phát không biết Mà Vĩnh cũng không biết nốt Vĩnh thấy cô hai đổi thái độ với mình Thì lòng không yên Chàng ngờ vì cô hai hiểu lầm Cái hôn thành thực của chàng hôm Tết Mà giận chàng khi tan học Chàng muốn cho cô hai biết rõ lòng mình Để cô khỏi hiểu lầm mà giận mình Nhưng ngượng ngùng không biết nói làm sao Chàng liền viết cho cô một bức thư Sim Riệp Ngày 2 tháng 4 năm 1926 Cô hai Trong ba bốn tháng này Cô có điều gì giận tôi Mà cô không nói ra Tôi thấy thế tôi buồn chết đi được Từ hôm Tết tôi thành thật mừng cho tôi Đã có một người em gái thân yêu nhưng ai ngờ đâu chính từ ngày ấy tôi đã vì lòng thành thực sốt sắng gây ra một kẻ thù có phải tôi có điều gì lầm lỗi cô nên bỏ quá đi cho tôi lòng tôi thật thành thực tưởng như thế đấy chứ không phải tôi dám có cái cử chỉ kinh nhờn đối với cô đâu nếu cô không tha lỗi cho tôi mà bỏ sự hiềm thù đối với tôi thì tôi phải bỏ cái nhà này mà đi hay xin đổi đi nơi khác như thế tôi buồn lắm vì cái tình ông bà đối với tôi thật là chu đáo thằng Nam, thằng Định Đối với tôi thật là quấn quýt Nay tôi phải bỏ những người mến tôi đi nơi khác Để lại phải đeo một cái đời hiu quạnh Thì còn gì buồn thảm cho tôi bằng Xin cô giả nhờ ngay cho tôi biết rằng Cô không giận tôi hay có giận Nhưng đã tha lỗi cho tôi rồi Thì tôi mới có thể ở đây được Vĩnh Cô hai nhận được phong thư Muốn chạy ngay lên Giả nhờ phăng là không giận gì cả nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô lại thôi Cô đừng mần mề nghiền ngẫm bức thư Thì má cô vào Cô chăm chú đọc quá nên bà cụ vào cô không hay Bà cụ thấy cô đọc thư liền hỏi Má không thấy nhà giấy thép đưa thư sao con có thư mà đọc đấy Cô đưa bức thư cho má cô xem Bà cụ xem xong cười tủm tỉm bảo cô Đàn ông thật đều ngu dốt như nhau Ông dĩnh cũng như ba mày Cô hai trố mắt không hiểu bà cụ nói tiếp ba mày cũng tưởng mày giận ông vĩnh mà ông vĩnh cũng tưởng mày giận ông ấy họ có biết gì đâu thế con có nên giả nhờ không hả má sao lại không không giả nhờ thì ông ấy đi chỗ khác thế giả nhờ thế nào hở má má đọc cho con giả nhờ cho người ta ông ấy hỏi mày thì mày giả nhờ ông ấy chứ ông ấy có hỏi má đâu thì má giúp con lòng mày thế nào thì cứ giả nhờ thế Má có biết đâu Giả nhờ người ta Tôi thế này Tôi thế nọ Ai lại nói tôi khô khan quá Người ta lại tưởng mình vẫn giận người ta Thì em Thế này Thì em thế nọ Thế con viết xong con đưa má chữa lại cho con nhé Thôi chẳng phải đưa Mày viết xong cứ sai thằng định đưa lên cho ông ấy Ai lại để thằng định đưa lên Sợ nó bép xếp Con viết xong đem lên buồn để đấy Đến khi ông ấy đi làm về ông ấy xem Cô hai viết đi viết lại đến 10 lần mới xong bức thư sim dịp ngày 2 tháng 4 năm 1926 Thưa thầy Em nhận được bức thư của thầy sáng hôm nay Mà em hoảng sợ Khốn nạn Không biết trong vòng mấy tháng nay Em đã cư xử rồi chạy ra thế nào Khiến cho thầy có thể ngỡ là em giận thầy Em không bao giờ giận thầy Ba em quý thầy như vàng ngọc Thằng Nam thằng Định Lòng nó đối với thầy thế nào Thì thầy đã rõ biết Còn em Em coi là hạnh phúc đệ nhất của đời em Khi thầy rủ lòng thương nhận em là em gái Thầy đừng đi đâu nhé Thầy đừng xin đổi nhé Gia đình em mà thiếu thầy chắc phải buồn tẻ lắm Có phải thầy đã thành thật coi em là em gái yêu Thì em xin thành thật thưa Người anh trai yêu quý ơi Em gái có làm lỗi điều gì thì cứ gọi lên mắng nhé cái nhà này vắng anh dai thì nhiều người khổ lắm đấy nay kính nguyễn thị vân mặc dầu má vân đã bảo không cần xem vân cũng nhất định bắt phải coi cho kỳ được thế con đọc má nghe má xem đi con không đọc đâu bà cụ xem xong liền đưa trả lại vân mà bảo được lắm rồi nhưng con chỉ sợ ngắn quá ngắn nghe à nó nhiều nghĩa hơn mấy trăm quyển sách của người ta để ở trên buồn Nhưng má chỉ e người ta không hiểu được nghĩa Nếu tối nghĩa thì con phải viết lại Không tối nghĩa đâu Rõ ràng lắm Người ta chưa đến lúc hiểu Nhưng thế nào rồi cũng phải hiểu Mà đã hiểu rồi Bà Nam Phát nói đến đấy nhìn con cười vâng nũng nịu Má cứ chế con Ai hoài hơi đâu mà chế cô Lý đương nhiên là như thế Bà nói xong ôm đầu con gái hít lấy hít để Con gái tôi thế này ai mà chẳng phải yêu Vĩnh hôm ấy đi làm về đã thấy Vân thập thò ở cầu thang Có ai gửi cái gì trên buồng thầy đấy Vân nói xong chạy mất Vĩnh đọc bức thư mới yên lòng Nhưng chàng chẳng thấy cảm động vì những lời ô yếm trong thư Quả như lời bà Nam Phát phỏng đoán Vĩnh chưa đến lúc hiểu Một lẽ là xưa nay Vĩnh sống ở cái đời cô độc không hiểu thế nào là ái tình Mà chính lúc ấy lòng chàng cũng chưa yêu Bởi chàng chỉ coi Vân là một cô bé chưa có thể có ái tình Hai là vì chàng vốn tính người ngay thẳng phân minh Nên chàng không hiểu những câu bóng gió trong thư Hôm ấy ông Nam Phát đi Sài Gòn vắng Trong buồn ăn chỉ có năm người Trái lệ thường hôm ấy Vân lại ngồi gần Vĩnh Vĩnh thấy Vân chỉ tủm tỉm cười Cơm nước xong Vĩnh thực thà nói với bà Nam Phát trong mấy tháng này tôi thấy cô hai có ý khác trước Tôi tưởng cô ấy giận tôi Tôi lo quá Đời nào cháu dám giận ông Mà ông có làm gì để cháu giận Bây giờ thì chắc cô ấy không giận tôi nữa Vân nhìn Vĩnh đâm đâm Bây giờ và trước kia Không bao giờ em giận thầy cả Nếu thầy bảo vì cái hôn tráng mà em giận thầy Thì bây giờ thầy hôn em nữa đi Xem em có giận thầy không Vĩnh còn dùng giận Bà năm Phát liền cười bảo nó có nói chuyện với tôi rằng hôm tết nó lên mừng tuổi ông ông bảo ông muốn nhận nó là em gái ông thương cháu thế thì tôi rất bằng lòng thôi ông cho phép các cháu tự giờ cứ gọi ông bằng anh cho nó thân chứ gọi thầy thì nó xa xôi thế nào ấy rồi bà lại cười trong lòng cư xử thế nào ra ngoài cũng như thế tôi xin vâng và rất cảm ơn bà nhưng chỉ sợ ông nhà ta chưa bằng lòng thế nào ông nhà tôi chả bằng lòng Ông nhà tôi quý ông lắm Được thế ông nhà tôi vui mừng biết mấy Tối hôm mấy khi thằng Nam, thằng Định và Dân lên phòng Vĩnh liền bế hai đứa lên lòng mà bảo Từ giờ giờ đi Tao cho phép chúng mày gọi tao bằng anh Thử gọi đi tao nghe nào Anh Vĩnh, anh Vĩnh Ừ được Thế còn cô hai có gọi tôi bằng anh không? Thầy còn gọi tôi bằng cô hai Thì tôi gọi thầy bằng anh sao được Thế thì em hai vậy Vịnh nói xong quay sang hôn thằng Nam, thằng Định, mỗi đứa một cái. Thằng Nam thấy không hôn chị, nó liền hỏi: kia thế anh không hôn chị Vân? Vịnh đặt hai đứa xuống giường, rồi đứng dậy lại gần Vân. Vân thẹn cúi gầm mặt xuống. Vịnh thấy thế lại tưởng Vân không bằng lòng cho mình hôn, lại quay lưng trở vào. Thật đúng như lời bà Nam phát, đàn ông ngu dốt như nhau. Hết tập 2 còn tiếp.